chúng ta có thể mua rất nhiều cái ở ngoài siêu thị với điều kiện là chúng ta có tiền. Nhưng mà có những cái chúng ta không có thể nào mua được ở ngoài siêu thị. Trước hết là cái sự bình an ở trong cơ thể của mình, sự bình an trong cái tâm của mình. Mình không có thể mua được ở ngoài chợ. Nếu trong gia đình mà chúng ta không có hiểu nhau, không có chấp nhận được nhau, không có thương được nhau, thì cái hiểu đó, cái thương đó, cái chấp nhận đó chúng ta cũng có thể mua được ở ngoài siêu thị. Ông trời ông có đồng ý với mình á. Nó tóm lại là có những cái chúng ta không mua được ở ngoài siêu thị, chúng ta phải tự chế tác lấy. Mà làm sao để chế tác được cái sự bình an trong cơ thể của mình, làm sao chế tác được cái sự bình an trong cái tâm hồn của mình, làm sao để chế tác được cái hiểu để cho vợ chồng hiểu nhau, cha mẹ hiểu nhau và con cái hiểu được bố mẹ và bố mẹ hiểu được con cái. Cái đó chúng ta phải học. Có thể là cái truyền thông giữa chúng ta với cha mẹ đã bị đánh mất. Chúng ta không còn có thể nói chuyện được với bố mẹ. Rồi có thể là bố mẹ không có thể nói chuyện được với nhau. Thế làm sao để tái lập được cái sự truyền thông đó? Nếu không có nói chuyện được với nhau, nếu không có nhìn được cái mặt nhau nữa, thì làm sao để có thể hòa giải được, để có thể đem lại hạnh phúc trong gia đình? Và những đứa con của chúng ta sinh ra và lớn lên trong gia đình sẽ tiếp tục đau khổ. Tại vì bố mẹ không có hạnh phúc với nhau. Và bố mẹ không có hạnh phúc với nhau thì làm sao mà bố mẹ có hạnh phúc với mình được và mình có hạnh phúc với bố mẹ được. Cho nên muốn thiết lập lại được cái truyền thông, tái lập được cái truyền thông giữa bố và mẹ, giữa cha và con, giữa mẹ và con, thì chúng ta phải học. Thiết lập lại được rồi thì chúng ta có thể hòa giải được với nhau. Và lúc đó mới thật sự có hạnh phúc. Chúng ta đi siêu thị, chúng ta không có mua được những cái đó. Mua được cái sự bình an trong tâm, mua được cái hiểu và cái thương. Nhưng mà tới chùa chúng ta có thể cầu xin được những cái đó không? Chúng ta có thể lạy xuống 10 lạy, 108 lạy và xin rằng: xin Đức Thế Tôn cho con một ít sự bình an trong tâm. Xin Đức Bồ Tát cho chúng con thêm được một cái hiểu và cái thương, làm sao để cho trong gia đình đừng có lục đục. Mình có thể xin được hay không? Ví dụ có một người đàn ông đi theo một người phụ nữ khác. Mình không có cách gì để làm cho người đàn ông đó trở về với mình. Và mình càng cay đắng, càng giận hờn, càng bực tức, thì người đàn ông đó càng xa mình. Mình không có sự tươi mát, không có cái sự dễ chịu. Tại trong lòng mình có những đau khổ, có những cái ghen tuông. Và vì vậy cho nên mình càng làm cho người đàn ông của mình càng ngày càng xa mình.
Nếu mình tới chùa, mình có thể quỳ xuống, mình lạy 100 lạy để mình xin Đức Thế Tôn làm sao để cho người đàn bà kia đó buông chồng con ra được không? Chúng ta có thể xin được một cái điều đó hay không? Tôi nghĩ là mình không có xin được như vậy. Nếu mà mình không có biết cách, nếu mình còn có những giận hờn, có những bực bội, có những khó chịu trong lòng, thì người đàn ông kia càng ngày càng xa mình. Cho nên có những cái chúng ta không thể mua được ở ngoài siêu thị, mà chúng ta cũng có thể xin được ở trong chùa, mà mình phải tự mình chế tác lấy. Và chúng ta biết rằng mỗi khi chúng ta niệm câu Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, thì nó có nghĩa là bản sư, có nghĩa là thầy của tôi, thầy gốc của tôi. Phật Thích Ca trước hết là một vị thầy, cho nên mình gọi là bản sư. Trước hết, Đức Thích Ca là một bậc thầy để dạy cho mình làm thế nào để có bình an trong cơ thể, làm thế nào để có bình an trong tâm hồn, làm thế nào để chế tác được niềm vui và hạnh phúc cho mình và cho những người mình thương yêu, làm thế nào để sử dụng ái ngữ và lắng nghe để tái lập được cái truyền thông và đem lại sự hòa giải, làm thế nào để phục hồi lại hạnh phúc trong gia đình. Thì những cái đó mình có thể học được từ thầy của mình, thầy gốc của mình, đó là Đức Bản Sư Thích Ca Mâu Ni. Phần lớn chúng ta đều nhìn Đức Thích Ca như là một vị thần linh và chỉ tới để cầu xin Ngài cho mình những cái mà ngày xưa thì Ngài bỏ ra sau lưng. Đức Thích Ca trước khi đi xuất gia đã là một vị thái tử. Có đủ hết mọi điều kiện vật chất. Có quyền hành. Có đủ mọi điều kiện tiện nghi vật chất. Nhưng mà Đức Thích Ca đã không hạnh phúc. Bởi vì thấy ở trong dân chúng có quá nhiều khổ đau. Và những giải pháp chính trị không có đem lại giải quyết được những cái khổ đau đó. Cho nên Ngài đã bỏ nhà ra đi, xuất gia để tìm một con đường. Và Ngài đã bỏ lại sau lưng nào danh, nào lợi, nào sắc dục, nào quyền hành, bỏ hết để đi tìm một cái hạnh phúc ở trong lòng, để tìm một cái sự giải thoát, một cái niềm vui ở trong lòng. Ngài biết rằng là nếu có thể chuyển hóa được những cái nỗi khổ niềm đau ở trong lòng thì Ngài cũng có thể giúp cho những người khác cũng làm được chuyện đó. Cho nên trước hết Ngài phải tự tu. Và sau khi đã đắc đạo chứng ngộ rồi thì mới bắt đầu đi thuyết pháp để giúp đời, giúp người. Ngài đã bỏ lại sau lưng những cái danh vọng, tiền tài, sắc dục. Còn bây giờ chúng ta tới chùa, chúng ta xin Ngài cho chúng ta những cái đó. Chúng ta xin Ngài cho chúng ta làm ăn càng ngày càng càng thành công. Chúng ta xin danh vọng, quyền hành, sắc dục. Chúng ta xin những cái mà ngày xưa Ngài đã bỏ lại sau lưng. Và chúng ta đã biến một vị thầy thành ra một vị thần linh để chúng ta cầu xin những cái mà ngày xưa Ngài đã bỏ đi.
Cho nên tôi xin quý vị nhìn lại để thấy rằng Đức Thích Ca Sakyamuni trước hết là một vị thầy, và chúng ta đến chùa là để học được từ vị thầy đó những cái phương pháp để làm thế nào có được sự bình an, có được cái hiểu, cái thương, và làm thế nào chế tác được cái hạnh phúc trong bản thân của mình, trong gia đình của mình và trong xã hội của mình. Và những điều đó ở trong kinh dạy rất rõ. Có một cái kinh gọi là kinh An Ban Thủ Ý. Kinh này dạy chúng ta về phương pháp thở. Nó có nhiều bài tập rất là hay, và quý vị có thể thực tập được một vài bài. Ví dụ như là bài tập thứ 3 là thở vào. Tôi biết rằng tôi có một hình hài. Khi mà quý vị loay hoay với cái máy tính của quý vị 2 giờ đồng hồ thì quý vị quên mất rằng quý vị đang có một hình hài. Khi mà em bé nó chơi những cái trò chơi điện tử đó thì nó cũng vậy. Nó đánh mất nó ở trong cái trò chơi và nó không biết rằng nó có một hình hài. Mà khi mà cái tâm của mình đó, nó không có mặt với cái thân của mình thì mình không có thực sự có mặt đó để sống cái đời sống hàng ngày của mình. Và mình tạo ra trong cái cơ thể của mình những cái sự căng thẳng, những cái sự đau nhức trong thân, trong hình hài của quý vị nó có sự căng thẳng, stress, nó có sự đau nhức là tại vì quý vị không có biết cách chăm sóc cái thân của mình. Thì cái bài tập thứ 3 trong kinh đó, và bài tập thứ 4 là để giúp cho chúng ta. Bài tập thứ 3 là thở vào. Tôi biết rằng tôi có một hình hài, nó đang có nhiều căng thẳng và nó có những cái sự đau nhức dồn chứa từ lâu ngày mà tôi không có cách nào buông bỏ được. Phần lớn chúng ta đều không có khả năng buông bỏ những cái căng thẳng và làm lắng dịu bớt những cái khổ đau, những cái đau nhức ở trong con người, tại chúng ta không biết cách. Và trên cái căn bản của sự căng thẳng đó, nó có nhiều bệnh tật nó sinh ra. Nếu mình có những cái bệnh khó trị như là ung thư chẳng hạn, là tại vì mình đã để cho cái tình trạng căng thẳng nó kéo dài quá lâu. Nếu mà mình có những cái chứng bệnh tâm thần cũng là do mình không có biết buông thư cái hình hài của mình. Và trước đây 2600 năm Đức Thế Tôn đã dạy cho mình những cái phương pháp như vậy. Thở vào, tôi biết rằng tôi có một cơ thể có những cái căng thẳng và có những cái đau nhức. Thì trong cái hơi thở vào đó, trong khi mà quý vị thở vào thì quý vị phải chú tâm vào cái hơi thở vào. Cái đó gọi là hơi thở chính niệm, mindful breathing, hơi thở chính niệm. Chính niệm Aksamkhite là cái năng lượng nó cho mình biết là cái gì đang xảy ra. Cái gì đang xảy ra là tôi đang thở vào. Và tôi đặt hết cái tâm vào của tôi vào hơi thở vào. Tôi chấm dứt mọi suy nghĩ. Khi mà quý vị thở vào và đem hết tâm của mình chú vào hơi thở vào thì tự nhiên quý vị buông bỏ những cái lo lắng, những cái suy tư về quá khứ, về tương lai, buông bỏ gánh nặng, và tự nhiên trong người nó nhẹ ra. Trong đời sống hàng ngày chúng ta có thể bị kẹt vào trong cái sự lo lắng cho tương lai, sợ hãi cho tương lai, hay kẹt vào những cái
đau buồn, tiếc thương quá khứ, và chúng ta cứ tiếp tục suy nghĩ về quá khứ hay về tương lai, và cái đầu chúng ta nó bị kéo đi, hoặc là về tương lai, hoặc là về quá khứ. Và chúng ta không có mặt thực sự ở trong giây phút hiện tại để sống cái đời sống của chúng ta. Vậy thì khi mà quý vị biết thở vào một hơi, thở vào và đem hết tâm để ý vào cái hơi thở vào đó, thì tự nhiên quý vị buông ra những cái lo lắng, sợ hãi về tương lai, buông ra những cái tiếc thương và đau buồn về quá khứ, và quý vị có được rất nhiều tự do. Mà hơi thở vào đó nó chỉ cần 2 giây đồng hồ hoặc 3 giây đồng hồ thôi. Mà trong 2-3 giây đồng hồ đó, chúng ta thở vào chú tâm thì chúng ta buông bỏ được rất là nhiều. Và chúng ta đem, trong khi thở vào đó, chúng ta đem cái tâm của chúng ta trở về với cái thân của chúng ta. Tại vì trong đời sống hàng ngày, thường thường cái thân của chúng ta ở một nơi mà cái tâm của chúng ta lại ở một nơi khác, ở quá khứ hoặc là ở tương lai, ở trong những cái dự án, ở trong những cái lo lắng buồn khổ của chúng ta. Cho nên thân với tâm nó không có mặt với nhau. Thành ra khi thở một hơi thở vào á, mình đem tâm trở về với thân, và tự nhiên mình có mặt trong giây phút hiện tại. Mình biết những cái gì xảy ra trong giây phút hiện tại. Và chính niệm Aksamkhai là cái năng lượng nó giúp cho mình trở về với giây phút hiện tại và biết rằng, biết được những cái gì nó đang xảy ra trong giây phút hiện tại. Cái gì đang xảy ra là tôi có một hình hài, và trong hình hài này nó có những sự đời, nó có sự căng thẳng và có sự đau nhức. Mà mình chỉ cần 3 giây đồng hồ hay 4 giây đồng hồ thở vào là mình thấy được cái điều đó. Mình thấy được mình có một hình hài, và trong hình hài của mình có sự căng thẳng và đau nhức. Đó là hơi thở thứ 3 mà do Đức Thích Ca Sakya dạy cho mình. Và đến cái bài thứ 4, bài tập thứ 4 là thở vào, tôi buông bỏ những cái căng thẳng ở trong hình hài của tôi. Quý vị có biết không, tôi đang ngồi đây trước mặt quý vị, và trong cái hình hài của tôi nó không có sự căng thẳng. Tôi ngồi rất là thoải mái. Tôi hy vọng quý vị cũng ngồi được như vậy. Quý vị chưa quen, thành quý vị phải tập. Mà chúng tôi, những người tu, chúng tôi quen rồi, thành ngồi đâu thì chúng tôi cũng ngồi như là ngồi dưới cội bồ đề, rất là thoải mái, không có căng thẳng nữa. Đó là một cái vấn đề thói quen thực tập. Và khi mà không có sự căng thẳng ở trong con người của mình thì mình có sự bình an ở trong thân. Và khi mà không có sự căng thẳng thì cái đau nhức nó bớt đi. Cái sự đau nhức nó tùy thuộc ở sự căng thẳng. Nếu mình có thể buông bỏ những cái căng thẳng thì mình có thể làm giảm thiểu những cái đau nhức trong cơ thể của mình. Đó là hiệu năng của cái bài tập thứ 4. Thở vào, tôi làm lắng dịu cái hình hài của tôi. Tôi buông bỏ những cái căng thẳng trong hình hài của tôi. Quý vị tập đi. Ví dụ như ngồi trên xe bus, hay là ngồi ở trên xe hơi, thì thay vì nghĩ chuyện này, nói chuyện kia, thì mình thử tập thở xem. Ngồi ngả lưng về phía sau. Tại sao phải căng thẳng hoài như vậy? Tại sao mà cứ đặt cái thân của mình trong cái tình trạng căng thẳng suốt ngày như vậy? Cái chất adrenaline nó tiết ra trong khi mà mình căng thẳng. Và đó làm hại cho những cái chức năng tiêu hóa
và những chức năng khác ở trong cơ thể. Cho nên quý vị phải học, mà học từ ai? Học từ thầy của mình. Thầy của mình là Sakya Muni. Tên của Bụt đó là Sakya Muni. Mình gọi là Thích Ca Muni.